À, chào quý anh em. Hôm nay mình test hai con máy này cho anh em có sự lựa chọn, cả hai này đều tăng đa hết. Rồi giờ mình nhờ đứa cháu nó quay giùm mình cái mình vô mình để quay máy. Tí là mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Chủ yếu là giờ anh em nghe tiếng nổ. Mình sẽ chỉnh máy công dụng rất là tốt. Tay quay là biến quay lại quay chân luôn. Nói cụ thể về hai con này, con số 1 thì nắp lắc zin ba cái cốt có tăng đa, máy chung là mình thấy là mình hài lòng, máy rất là đẹp, máy thì mình đã sơn lại. Đây là cái con này mình gọi là con số 1. Con số 1 thì nó có cái màu sơn đậm hơn. À, giờ mình sẽ rọi chi tiết cho nên mình ở đây phần bánh trớn. Bánh trớn này loại này có tay quay nha anh em. Sẽ rồi ngay ổ cam anh em nhìn tầm ngày nó dễ biết luôn. Đó. Cho nó rõ ràng anh em dễ nhìn. À, cái ngay ổ cam đó. Ở đây là số máy. Số máy này đời cũng là tương đối cao anh. Nó có cái mọc tròn rồi đó. Đó, heo ga heo bấm còn hết ha. Dở nắp ra cho các anh xem. Đó. Bộ lon còn mẫu, bộ lon bé rồi còn 9.6 hết. Những cái máy này con cái là cái bô nó bị mắc cái bô. Cái bô chạy mình tra vô. Bô này nó mắc cái bô rồi nha, mình tra cái bô chạy vô. Cái khu vực cái bơm nước này còn rất là đẹp. Thường thường là chỗ này là nó bị sét nhiều mấy anh.
Đó, nhưng mà cái này còn rất đẹp. Đây còn hộp số. Đó, cà phê hộp số. Đây là hộp số đây. Bơm nước thì đầu bơm nước nhỏ. Nhưng mà máy còn rất là chuẩn. Cái bản da còn bản da riêng. Đó, cái dàn heo đó anh em nhìn đi. Rất là đỏ, rất là đẹp. À, còn đây là con số 2, mình tạm gọi con này là con số 2. Con số 2 này thì rồi nó sau con số 1, nhưng mà con số 2 thì con số 1 là nó ngang ngửa như nhau. Bản da riêng vẫn còn phải số. Cái con số 2 này nó thua con số 1 là do nó hai cái nắp lát này nó có hàng rồi, hai nắp đó, ổ ga của con số 2. Nói chung là hai con này đều đẹp, ngang ngửa như nhau, 9-10 như nhau. Anh em có điều kiện thì cũng chọn lựa để tới với mình tương lượng giá nó dễ hơn. Ngày thân ái chào anh em, chúc anh em có một buổi trưa vui vẻ. Mình không phải là tạo chuyên nghiệp, do đam mê. Đó, mình làm gì để mình vừa chơi mà vừa kiếm thu nhập. Đó, hai con. Đó, hai con để mình có điều kiện mình phải ăn so sánh với nhau. Đó, cái con màu đậm là mình gọi là con số 1. Cái con màu sáng hơn mình gọi là con số 2. Bữa mình tháo ra mình làm nó dằn mất hết cái khoe, mình chưa có cuốn cái khoe khác mình thấy vô dằn mất hết cái khoe này đây. Đó, bữa mà mất là mất cái khoe này. Mình ở đây là ở thị xã Gò Công nha các anh. Anh em nào ở gần này có điều kiện thì mình đam mê thì mình cứ ghé mình coi, giá cả thương lượng với các anh. Rồi mình còn một con nữa là đang nằm ở dưới ghe, là con đời thủy sản. Cũng không có thanh đa luôn, nếu em thích thì mình sẽ nhường luôn cả cái con mà thủy sản với đời eo nào ở dưới ghe đang xài cho anh em luôn cũng được. Mình bỏ hai con, một con hai con này xuống mình sử dụng. Thân ái chào anh em.